Cho đến nay, chỉ có khoảng 60 triệu liều được phân phối tại khu vực châu Phi, nơi có dân số lên tới 1,3 tỷ người. Các liều vaccine Johnson Johnson sẽ được sử dụng để chủng ngừa cho một nửa trong số khoảng 800 triệu người cần vaccine trên lục địa này. Khoảng 6 triệu liều sẽ được chuyển đến 27 quốc gia đã trả tiền cho phần vaccine của mình vào cuối tháng 8 này. Số lượng vaccine sẽ tăng lên trung bình 10 triệu liều một tháng, bắt đầu từ tháng 9, và tăng lên 20 triệu liều vào tháng 1 năm sau, cho đến khi đơn hàng được hoàn thành vào tháng 9.